United States Pageant 2015. But now we also would like to introduce on the stage Royal Court 2014. Thưa quý vị, sau đây xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón những hoa hậu chúng ta trong năm 2014. Join me to welcome Miss Photogenic Cyndy Lee, Second Princess Sherry Nguyen, của tất cả các hoa hậu năm 2014.